Chào anh em, mình lại từ châu Âu quay lại châu Á thôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp một dòng xe đến từ châu Á tiếp. Đây, Phoenix. Anh em đã biết Phoenix đến từ quốc gia nào chưa? Và chào mừng em đã quay trở lại với chuyên mục Đi Xe Lâu. Anh em đã biết xe mình đến từ quốc gia nào? Phần tiếp theo, vừa nói chiếc xe này đến từ một quốc gia châu Á đúng không? Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ Hàn, Nhật, Trung, Đài. Vâng, xin thưa, em này đến từ Trung Quốc. Nhìn về tổng thể của hãng xe của hãng Phoenix thì mình cũng nhận xét là xe của Phoenix là một loại xe có chất lượng hàng thiện khá là cao. Mọi người đều nghĩ là hàng Trung Quốc chất lượng kém, mà thực ra từ khi mình nhìn con Phoenix này mình lại nghĩ khác. Vì đa số bây giờ Trung Quốc là công xưởng của thế giới mà, thế nên những sản phẩm của Trung Quốc bây giờ có chất lượng khá là tốt, nhất là Hà Nội địa Trung. Chiếc xe Phoenix này thì cũng thuộc dạng là như thế. Mọi người nhìn thấy là chất lượng của em Phoenix này rất là cao. Đây là Phoenix VF200, khung thì là khung thép cứng cáp. Đây, rất là ấy, chi tiết, nó hoàn thiện gần như là tỉ mỉ. Cũng nếu mà mọi người nhìn không nhầm thì đây có thể nhầm sang một hãng xe nào đó đến từ Nhật Bản chẳng hạn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy chiếc Phoenix này đây. Kiểu dáng của Phoenix thì cũng khá là trẻ trung. Tuy nhiên đây là chiếc Phoenix này chỉ là cấu hình cơ bản của mình thôi. Bạn nào mà muốn tham khảo về những dòng xe đến từ Phoenix thì để lại phần bình luận bên dưới, mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn. Cảm ơn.